Học là khám bệnh bằng máy đo huyết. Chúng ta sẽ khám được bao nhiêu bệnh? Tay trái, tay phải. Thì nhắc lại nè, tay trái thuộc gì? Tử. Tay phải thuộc gì? Chúng ta học cái số thứ nhất, xong chúng ta học cái số thứ hai, xong chúng ta học số thứ ba. Những người mà muốn khám bệnh, muốn biết được bệnh phải lấy cả ba số. Số thứ nhất, số thứ hai và số thứ ba. Hiểu số thứ nhất chưa? Hiểu số thứ nhất mình đo tay trái nè. 110 80 mm thủy ngân. Và mạch á 70. Tức lấy ba số, số thứ nhất, số thứ hai, số thứ ba. Số thứ nhất người ta gọi là số tâm thu. Thu là gì? Thu nó vào cái gì? Có phải không? Thu là thu nó vào. Vậy quả tiếp thu, quả tiếp thu là thế này. Thì máu trong quả tim chảy ra, chảy vào. Chảy ra như vậy gọi là bơm máu. Tức là tâm nó thu hẹp lại thì máu trong tim chảy ra. Như vậy gọi là bơm máu đi tuần hoàn. Bây giờ nè, bằng quả máu nè, con máu nước này bằng bóp lên cái nước chảy ra hay là nước chảy vô? Thì gọi là thu. Thu vô tức là xịn nước ra. Thu vô thì nước xịt ra, thì thu vô thì máu chảy ra. Thì máu chảy ra đó là gọi là tâm thu. Thu vô một cái thì máu nó chảy ra. Còn bên kia nè, nó kéo máu vào. Mà muốn kéo vào nó thu, nó kéo được không? Nó hút vào nó nở đó chứ. Cái tên nó phải nở ra để nó kéo vào chứ. Thế gọi là trương. Trương thuyền để để hút, hút máu vào. Chứ tim nhỏ này hút vào được. Tim phải mở ra. Thì xe muốn vô gara phải mở cửa, sao mở cửa ra gara luôn. Mở ra. Mở ra là trương. Khi trương là hút máu vào. Vậy thế là bây giờ tâm thu là số đầu. Tâm trương là số mở ra để tư đưa máu vào. Mà cái nhịp mở ra đưa vào mà đều đặn á, tức là 70 lần trong một phút thì phải lấy cả ba số. Phải lấy cả ba số. Rồi, thế nào biết tâm thu chưa, tâm trương chưa? Và nhịp tim mạch chưa? Hoạt động nở ra kéo vào 70 lần trong phút, 80 lần trong phút, 90 lần trong phút. Đúng không? Bây giờ nói cho hoạt động của tim. Thu vào mạch, thu vào thật mạch thì tâm thu cao. Có phải mở ra to là tâm trương cao. Mở ra to tức là quả tim mở tối đa ấy vậy. Có phải không? Vì thế bây giờ đông tây là trong cái giới hạn. Giới hạn từ 95 cho tới 140 cho tất cả mọi hạn tuổi. Cho tất cả mọi hạn tuổi nhé. Mọi hạn tuổi thì cái tầm hoạt động này là tầm tốt. Tầm hoạt động là tầm tốt. Là nhịp tim khó vì là cái này số này, số này tầm hoạt động tốt, con số tuần thu là tuần thu. Vậy bây giờ nếu mà nó thu vào, nó thu vào cái lực của nó thu vào nó dưới 95 thì cái lực nó yếu. Có phải không? Cái lực nó yếu thì cái lực đó người ta gọi là khí. Khí cái lực được bóp và tim thu vào nó yếu gọi là khí. Thì đông y gọi là khí hư. Hư tức là thiếu. Khí thiếu quá.
Nếu mà trên 140 là khí nó mạnh quá. Mạnh quá thế, các bạn thì đông đi vào tiếp tục. Thừa. Còn khí này là khí trung bình. Vậy khí trung bình là khí không bệnh. Bệnh là trường hợp khí hư, thiếu, không đủ sức để thu vào. Hoặc mạnh quá, thua vào. Mạnh quá. Vậy thì khí hư thì cơ thể bạc nhược, tức là chạy sẵn chậm. Cái đầu có sức gì? Thế thì khí hư bạc nhược. Khi thực á, ăn to nói lớn chạy ngộ, ăn với lúc nào cũng cao. Thì khí thực á, thì gọi là áp huyết cao. Vậy áp là gì? Áp là khí. Áp là khí. Huyết là máu. Cao là gì? Là khí đẩy máu nhanh quá, nhiều quá, mạnh quá. Áp huyết cao tức là khí đẩy máu nhanh quá, mạnh quá, vỡ mạch máu ra chết, tức là áp huyết cao. Rồi, nghe đó chưa nào? Thế nào? Áp là áp được khí, là pression, thấy cái tay là pression đó. Nhưng mà huyết là gì? Là đẩy cái máu, thì gọi là blood pressure. Nó là blood pressure, tức là pressure đẩy máu. Mà nó mạnh quá, nó thực thì vỡ mạch máu chết. Thế là áp huyết cao. Vậy thì đông y nhờ cái máy đo áp huyết chính là máy đo khí và huyết thiếu hay thừa. Chỉ có thiếu thừa với bệnh, không thiếu không thừa thì là tốt rồi. Bây giờ cách khám bệnh để biết là bệnh không bệnh. Tới đây không chưa? Không rồi nhá. Vậy áp là gì? Áp là mạnh chất đẩy của khí. Huyết là gì? Là máu. Đó là trường hợp nào? Nhờ cái máy này chúng ta phát hiện qua nhịp. Nếu mà sức co bóp thu vào nở ra, thu vào để máu, nở ra hút máu, thu vào để máu, nở hút máu, cứ nhịp cứ đều đều, thì nhịp đó được cho phép là 70-80. Vậy thì cái số này là số đầu để biết là hư hay thực nhá. Số này là hư hay thực. Và cái số này nó làm việc 70 lần trong 1 phút hoặc 80 lần trong 1 phút thì là trung bình. Nếu nó làm quá chậm rồi, được cái chỗ này nó làm không? Cái này quá chậm là dưới 70. Cái này làm quá nhanh thì theo đồng ý có một câu nè: chỗ nào mà có máu chảy da thịt mình, cái chỗ nào có máu mà chảy thì da thịt ấm. Phải không? Một người cũng có máu nhưng mà nằm đó chết rồi, máu có chảy không? Không. Thì là có máu nhưng mà nóng không? Không. Vậy chỗ nào máu lạnh máu chết? Máu lạnh thì chết. Tức là có máu mà không chảy thì chết. Nhưng mà trước khi chưa chết á, thì chỗ đó lạnh. Vậy thì bệnh nhân khai thấy thầy: em bị tê thế này, em mất cảm giác chỗ kia, rửa tay em lạnh ngắt, rửa chân lạnh ngắt à, chỗ là chết rồi đó. Thay vì chết cả người thì chết một phần. Tại vì người chết nằm đó có máu, mà vì nó không chảy, nó không chảy. Còn đằng này á, mình chết từng phần. Chứ bộ da này chỗ này lạnh quá, chỗ này tê quá, chỗ này không chảy. Tê này quá là không chảy.
để không chảy thì chất từng phần. Như vậy thì đông y nói là chỗ nào có máu chảy thì chỗ đó nóng, chỗ nào máu không chảy thì chỗ đó lạnh. Thì mình đã phát hiện được là nhờ máy đó hết, nhờ máy đó hết. Vì thế nếu chỗ nào mà chạy chậm á thì nó lạnh nhiều hơn, chạy nhanh á thì nóng nhiều hơn. Như vậy thì cái chỗ này á, đông y mới gọi là dưới 70 thì gọi là lạnh. Lạnh thì đông y gọi chữ hàn. Cao hơn thì nóng gọi là nhiệt. Đấy, thành bây giờ chúng ta học này. Khí thì hư hay thực, huyết á thì nóng hay lạnh. Như vậy là hư thực á là chỉ về gì? Chỉ về khí. Hàn nhiên chỉ về gì? Huyết. Vậy thì nếu quý vị cho tôi một cái bảng áp huyết thấy thầy, áp huyết của con lúc nào cũng là ví dụ như 100 trên 80. Ông thầy nói được bệnh không? À. Ông thầy chỉ nói được bệnh khí chứ không nói được bệnh, không nói được bệnh huyết. Thì làm sao mà đông mới chữa được? Đông người ta chú trọng cần phải biết gì? Hư, thực, hàn, nhiệt. Mà cho tôi có hai yếu tố à? Vâng. Không ai chịu nói cho tôi cái số mạnh. Đó. Ông thầy cần liền cần cả khí và cần cả huyết mà không cho tôi biết hết. Mình sao tôi đoán được? Vậy thì đầu tiên khám bệnh bằng máy đo huyết là khám bệnh về khí và khám bệnh về huyết, khám bệnh về hư thực và khám bệnh về hàn nhiệt. Như vậy phải khám đủ 4 yếu tố. Và những yếu tố nào có người bị huyết không thôi mà không bị huyết khí, có người bị huyết khí mà không bị huyết à? Bây giờ mình nhờ cái bảng này mình mới tìm ra là có người bị huyết khí mà không bị huyết, có người bị huyết mà không bị khí. Thì giả sử đây, bây giờ cái bảng này xong chưa nào? Xong rồi nhá. Bây giờ có người bị huyết nè, là áp huyết của họ vẫn nằm trong tiêu chuẩn là 110. Cái này vẫn 80. Nhưng mà cái này nè, nó có thể là 60. Cũng như vậy, mà cái này á có thể là 90, có thể là 102. Đấy, hôm nay giảm từng phần một. Vậy thì đây á, là khí không thay đổi mà huyết thay đổi. Ở đây nó có 3 trường hợp. Trường hợp này dưới tiêu chuẩn á thì gọi là hàn. Vậy nếu khi chữa này, khi người bị hàn thì có nên ăn đồ hàn thêm không? Không. Tức là có ăn khổ qua không? Có nước đá không? Có ăn kem không? Không. À. Vì thế khi mà khi chữa bệnh á, bây giờ mới quay trở chữa bệnh này. Chữa bệnh của khí công á là chú trọng tới gì? Tinh khí thần. Thì đầu tiên nó chữa bệnh tinh là thấy người ta hàn. Thì hỏi là các bạn làm hàn đã có, tức là tinh là tinh là ăn uống mà đã có. Bây giờ phải chừa nó ra, đừng có ăn hàn. Mà chữa đông y tức là lập lại quân bình. Nó hàn thì phải cho thuốc nó nhiệt. Thì cứ kiếm nhãn xoài sầu riêng chôm chôm mà ăn thì nó nóng lên. Thế gọi là quân bình. Thì cái này thế. Thì đấy, đúng. Đã khai vậy. Rồi. Như vậy là số này nhỏ hơn thì gọi là hàn, số này lớn hơn gọi là nhiệt. Hàn là gì? Hàn là rờ chán lạnh, rờ tay lạnh, rờ chân lạnh, rờ bụng lạnh, rờ ra bụng lạnh. Đó là hàn. Nhưng cái hàn này nè,
nó báo trước bằng triệu chứng. Trước khi hàn đến đầu tay đầu chân, trước khi mà tay chân lạnh ấy, nó báo bằng triệu chứng. Thì đặc biệt Tây không biết đâu, thì chúng ta học đúng với chúng ta biết. Ăn xong rồi ngáp, cứ ăn xong rồi ngáp, ngáp là báo từ hàn, nó mới ngáp, nó nằm nổi đi. Thay vì nó nói là ông chủ ơi tôi lạnh quá, thì đồng người nó lạnh quá, nó lạnh quá, mà mình biết mình cứ thế đó, chỉ là sao tại sao tôi cứ ngáp hoài. Ngáp là báo tử, nó lười không làm việc, nó báo rằng tôi lạnh quá rồi, báo tử tôi lạnh quá rồi, ông bà tội tôi quá, đừng có ăn đồ hàn nhét cho người tôi nữa, tôi chịu không nổi đâu, ngáp. Mà không biết tôi đấy sao mà qua mà ngáp hoài. Vậy triệu chứng đầu tiên mà ngáp á, ăn mà ngáp là vì ăn đồ lạnh nhiều quá. Là ăn no quá cũng ngáp này. Hả? Ăn no á thì buồn ngủ. Ăn xong rồi tôi ngủ mai á. Vì thế á, bà nào có chồng mà cứ ăn xong ngủ á là bớt ông mà bớt ăn đi. Chồng thì đói luôn đi. Cái ăn mà ngủ á là bao tử luôn, không làm việc nổi. Ăn đâu ngủ đấy. Còn ngáp á là ăn đồ lạnh. Bao tử. Vì thế bây giờ quay trở lại này, bao tử của mình á là phải 41 độ trở lên bao tử thôi nhá. Thì cái độ này á nó mới gọi là ẩm. Vì thế mà trong cái đồng minh người ta gọi là thấp nhiệt mà, tức là cứ ẩm ẩm hầm hầm đấy. Thì khi chúng ta làm việc nếp mà trời lạnh á, nó có thành việc nếp không? Nó phải ủ lại ở cái nhiệt độ 41 độ nó mới lên men. Thì như vậy bao tử ta nó lên men đồ ăn, nó mới chín đồ ăn ra. Gạo đang sống nó phải nở ra, gạo cũng nó phải nở ra. Nhưng mà nở nó tiêu nó chung sinh được một cái, thì nó thành ra là lép bao tử. Lép bao tử. Vì thế ăn nhiều quá mà đến nỗi mà ăn đồ cay nóng quá mà bao tử không tiêu nước chung sinh nữa, nó chung là nó nóng lên, thế là gọi là lép bao tử. Vì thế là vì phải có khí để tập, khi nó chung sinh cho là nhồi, nó nhồi cho nó răng ra ngoài. Hay bây giờ chúng ta nói nhá, như vậy là bao tử, hay là bao tử mà chúng ta dùng cái nhiệt độ chúng ta để vào bao tử hoặc lấy tay nào bao tử thế lạnh là đương nhiên gọi là ăn không tiêu thì ngáp. Thì bao tử cần 41 độ trở lên cho tới 43 độ để làm như đồ ăn. Nhưng mà như rồi phải tống nó ra ngoài, thế lại không có khí để tống ra ngoài, tức là không chịu tập, lười không tập, lười không tập. Thì nó như ra như vậy mà nó không tống ra ngoài thì nó lên men, nó làm cho mỏng cái vách thành bao tử, trở thành lớp bao tử. Yeah. Rồi. Như vậy là dưới 60 là hàn, là bao tử không làm việc, mình có triệu chứng ngáp đầu tiên. Và ngáp nhiều năm quá, nhiều ngày quá thì bắt đầu chân tay nó lạnh. Còn ăn á mà bao tử nó nóng rồi không ngáp, mà thay vào đó ợ chua chua đau cổ họng là ăn đồ nóng quá mà cũng lười không chịu làm việc, bao tử bây giờ nó lên tới 45 độ rồi, chứ không phải là 45, 46 độ rồi. Thế là đồ chua lên, tức là bao tử nó lên men rồi, nó nóng quá rồi thì gọi là nhiệt. Thầy nói thầy ơi, người con lúc nào nóng ăn xong một suốt mồ hôi thôi, suốt mồ hôi chán thôi, tay nó mồm là cũng là tại ăn. Ăn đồ nóng làm bao tử nóng lên thì nó chán nó nóng lên. Vậy thì đông y có cái hay nữa là rờ chán biết bệnh bao tử. À, rờ chán biết bệnh bao tử. Chán mát là bao tử hàn, chán nóng là bao tử nhiệt. Đây là ôn lại tất cả về vừa đông y vừa tây y khí công đó. Rờ chán nóng là bao tử nhiệt, rờ chán lạnh bao tử hàn, ngáp là triệu chứng hàn, ở chu là triệu chứng nhiệt, là do hai con số này.
Nhưng nếu trường hợp bạn đo mạch 120 thì đây gọi là nhiệt rồi. Đây gọi là hàn này. Đây là nhiệt này. 120 gọi là gì? Sốt. Sốt. Khi 120 thì gọi là sốt á. Là cơ thể trong máu đã bị nhiễm trùng. Nhớ này. Bất cứ đo mà thấy 120, 120 đâu có ngồi đấy, 120 đang nằm phòng cấp cứu chứ đâu, 120 đâu có ngồi đây. Ngồi đây là 90. Ngồi đây có thể lên 100. Mà cái người mà dưới 100 là mình rờ tay nắm lắm rồi, chán lắm rồi. Nhưng 120 không có ngồi đây được à. 120 đang nằm trong bệnh viện á, là đang nằm phòng cấp cứu luôn á. Họ sẽ đi tìm mình bị cái virus gì. Tại vì đây là máu nhiễm trùng. Mà thiệt sự ấy, nhiễm trùng ở đâu phải mình bị lây người ta đâu. Do đồ ăn làm ra, do ăn tiêu làm ra. Người ta mới khám ra virus này, virus kia, virus nọ. Đúng. Vậy thì con số này là số. Rồi bây giờ này, đây là trường hợp bình thường. Bây giờ trường hợp khó hơn này. Đây mình lấy hàn mà tự nhiên rờ tay nó lại nhiệt. Mà đây nó nhiệt, rờ tay nó lại hàn. Đây lấy sốt mà rờ tay nó lạnh. Đây là trường hợp bệnh nan y để đánh lừa ngay cả ông thầy. Cái con số này mình học khi công thì gọi là hàn nhỉ. Tại sao nó nhiệt thì mình nói là hàn giả nhiệt. Còn con số nhiệt thì mình là lại nhiệt giả hàn. Đang sốt gì? Sốt gì? Thì đây là sốt dương, là sốt thấy. Đây là sốt lạnh, là sốt rét. Sốt mà rét. Vậy chính là bệnh sốt rét là bệnh khó chữa nhất. À, sốt rét khó chữa lắm là vì chữa sai. Nó sốt ở bên thì rét. Khi sốt về rét á, thì đồng minh nói câu là hàn, nhiệt, vắng, lai. Tức là mới sốt đây, rồi tí nó rét. Và nó giả thế này. Người nhớ á, thì rét run lên, này. Mà đắp cái chăn nó không chịu, nó nóng quá. Nó tụng cái chăn lên. Mà nó đang rét, mà người nó lại nóng. Mà trong nó run lên, nó vứt cái chăn lên. Còn ngược lại đấy, người đang nóng hồ hồ ra này. Nó lại đòi đắp chăn, nó mở ra, nó lạnh quá. Mà nó nóng mà nó lại đắp chăn. Thế tức là hàn nhiệt vắng lai. Là bệnh sốt rét. Thế cái sốt rét á, ba hồi nóng ba hồi lạnh. Người nóng hợp mà đắp chăn. Người lạnh á, mà đắp chăn rồi nó tung chăn nó bảo nóng quá. Thế gọi là hàn, giả nhiệt, nhiệt giả hàn. Tức là hàn nhiệt, sốt, sốt rét, sốt và rét. Như vậy thì con số thứ ba có quan trọng không? Mà không ai cho mình con số thứ ba hết. Đi khai bệnh không ai cho số thứ ba hết. Theo tôi thì cứ cho hai số thôi. Thấy ngay cả bác sĩ không biết số thứ ba là gì. Giấu. Không phải giấu, các bác sĩ không biết mà. Nhiều khi bác sĩ hả? Đo mạch cho mình. Xong đo. Ừ, ăn hơi tốt. Chỉ tội là hơi mạch hơi cao thôi. Nó chỉ tội mà hơi cao, tức là mạch đâu có chữa. Chỉ tội hơi cao thôi, thì đâu có chữa được. Bác sĩ nào khám ở ăn huyết rất là tốt, chỉ tội mạch hơi cao thôi. Và người kia ở ăn huyết rất tốt, chỉ tội mạch hơi yếu thôi. Nếu cũng như không rồi, cũng như không chữa rồi. Phải không? Không chữa rồi. Mà cái chữa quan trọng nhất là cái này. Thành ra khí thì đông y á, và khí công dễ chữa. Huyết thì khó chữa. Huyết thiếu thì phải bao nhiêu thời gian uống thuốc bổ nó mới bổ máu, nó mới bù được máu chứ.
Còn khí dư nó thổi một cái là khí tiêu mất luôn, là khí trong mất luôn, tức là đang cao thổi cái áo hơi thấp lên. Mà khí đang thấp á, tập một cái nó cao lên giống như thế này. Nhưng mà máu xong làm sao mà hóa phéo được, máu nó phải cho ăn. Đấy thì cái khó chỗ đó đó. Đấy nhá. Nhưng mà trong trường hợp mà hàng giá như chị cái hàng thì mình chuẩn bị như thế nào? À bây giờ đang học về lý thuyết chưa? Chưa nói chữa. Nha. Lát nữa là học tới. Không, đây. Như vậy là đầu tiên khi mà mình khám thấy hàn thấy nhiệt thì hỏi ngay tinh. Tinh là gì? Đã ăn uống. Tại vì nguyên nhân hàn là phải ăn đồ hàn. Tức là tinh là ăn uống mà. Nguyên nhân hàn là phải ăn đồ hàn thì phải cấm không cho ăn hàn mà phải ăn đồ nhiệt. Mà nguyên nhân nhiệt á là ăn đồ nhiệt á, nhắc xoài trong trong rượu riêng là phải cúc, cà phê phải cúc, rượu bia phải cúc. Cúc vào đây. Và bắt ăn đồ nhiệt, ăn đồ hàn. Đây là cái chữa. À đấy. Cứ cà phê đi. Cứ nhãn đi. Hôm qua người ta tặng lỗ nhãn phái quá ăn. Nhớ rằng một múi sầu riêng áp huyết lên 10 số. Vậy chúng ta đang áp huyết 150, ăn múi sầu riêng 160. Đứa con hỏi má nó ngon không? Ngon. Rồi má ăn thêm nữa thì ăn xong rồi hả? Ngon không? Ngon. Hả nó ngon. Má nó ngon à? Rồi 911 vào rau. Rồi vô. Rồi bác sĩ lấy báo tin buồn cô. Cụ đứt máu rồi. Tại vì ăn 30 là lên 30 rồi. 160 lên 30, 190 là chết rồi. Giờ thấy sợ chưa? Thấy sợ ha? Đấy, bà này là bà hiếu cao nhất á. Ăn đến 200 mấy. Chắc là số đi nhiều lắm. 200 mấy là gọc xuống rồi. Không không nhà chấm. Đấy, nhờ bài học áo huyết mới biết là nguyên nhân của bệnh. Mới biết nguyên nhân của bệnh và mới biết cách chữa. Thì đầu tiên chữa bằng ăn uống. Đầu tiên chữa bằng ăn uống. Thấy nó hàn thì phải cấm hóa đồ hàn hoặc cả đồ nhiệt. Thấy nó nhiệt phải cấm hóa đồ nhiệt hoặc phải ăn đồ hàn. Nhưng phải đo lại. Như vậy là con số là đúng. Là bây giờ hàn là nhân à, bây giờ hàn là nhân này, khi nào hàn giả nhiệt, nhiệt giả hàn, sốt nóng trở thành lạnh, lạnh trở nóng á là bệnh nan y, phải cẩn thận. Tại vì chữ sai là sao, nó hàn làm hàn thêm, nhiệt làm nhiệt thêm, chết liền, chết liền. Vì thế mà cái con số thứ ba cần phải học tí, lát chúng ta học con số thứ ba. Từ này nếu mà những người mà hàng thì chắc chỉ có ăn sầu riêng được không? Được. 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 Tới đây có ai thắc mắc không? Thưa thầy, cái số mà số bệnh nhân mà tay trái là 118, tay phải là số thứ hai là 62, số thứ ba là 88, mà người nắm 88 là nắm đúng rồi. Dạ. 88 là nắm đúng rồi. Và còn tay phải á là tay phải là 101, 63, 85. Người nắm là đúng rồi, đấy. Mà học vừa đưa là biết nắm là đúng rồi. Đúng rồi. Thế là đúng bệnh rồi. Nhưng số này của người lại là bệnh nan y. Nhá. Bây giờ nói về bệnh nan y này. Nếu mà 88 hoặc 85 hoặc 90 mà lạnh chứ không phải là nóng thì cách tính nào, cách tính nào, đây trường hợp này người ta bảo là áp huyết giả, không phải áp huyết thật. Tại sao là thật với giả nè? Nếu đưa cái máu trở lại cái nhịp tim bình thường thì trung bình là bao nhiêu?
75, nó 75 nhưng mà lấy trung bình là 75. Đấy, trung bình 75. Vậy thì vì sao mà mạch lại phải chạy nhanh hơn? Tức là 90 mà trừ đi 75 này. Ví dụ 90 trừ 75 15. Đấy, tại sao mạch phải chạy nhanh hơn 15? Tại sao này? Ví dụ tôi là thằng cảnh sát này. Nếu mọi người chạy ra 75 á thì con người á nó không nối được vòng tròn. Thế tôi phải mau, tức là như vậy thiếu máu thì sẽ bị mau, chứ nếu đủ máu rồi chỗ mỗi một thước đi một người thì đâu cần phải máu. Chỗ này ba thước mà chỗ kia có hai người đứng dính với nhau, chỗ kia năm thước có con người đứng dính, mau. Như vậy thì vì thiếu máu nó mới đi thưa như vậy. Vì thì cái này á, vì thế mà mạch chạy nhanh mà tay lại là thiếu máu. Thế anh em muốn trở lại máu bình thường á thì để mình xem là cái số lượng máu thiếu bao nhiêu, thì mình lấy số này nè, 118, mà vì máu chạy nhanh đến 15 nhịp thì còn lại là 103. Nếu máu mà đi bình thường để cho nhịp được 75 thì khí chỉ còn có 103. Như vậy bây giờ mới đây là áp huyết giả và đây là áp huyết thật, thì loại ra là áp huyết này so với tiêu chuẩn, bây giờ mới so với tiêu chuẩn. Bây giờ mình phải lấy bảng tiêu chuẩn đó, thì tiêu chuẩn đó là theo số tuổi nhé. Thì bây giờ tiêu chuẩn theo số tuổi nè, tiêu chuẩn số tuổi của một người trung bình 120-130 là người trung niên. Đó, từ 120-130 trước đây từ 80-90 và mạch á cũng từ 80-90 và không 70-80, tức là nói là 65-75. Thế đây là người trung bình trung niên. Mà bây giờ vừa rồi nếu cái người đó đang là 118 như hồi đấy mà trừ đi hồi đấy nó còn 103. Thì cái tuổi của họ đó là tuổi này. Mà áp huyết 103 thì áp huyết này bằng đứa trẻ 12 tuổi. Mà áp huyết đã định nghĩa rồi. Áp huyết là gì? Là khí huyết trong con người. Bây giờ mang thân xác người lớn, thì như là cần phải 5 lít máu. Mà cái tuổi áp huyết này á thì bằng 1 lít máu của một đứa trẻ. Mà đem một người lớn á là cần 5 lít. Thì hỏi cái người đó có hoạt động bằng người bình thường không? Không. Thì hoạt động như ít thôi. Vì là thiếu máu. Ở thì mệt mỏi, không có sức làm việc. Tức là mình có thể làm 8 tiếng một ngày nhưng nó làm á, con nít nó làm nó nửa tiếng nó mệt, nó phải gọi nó chơi chứ. Thì cái người này tự nhiên làm có nửa tiếng là nó nghỉ, nó mệt nó nghỉ chơi. Mà tay vẫn không thoáng ra bởi vì thoáng cái này vẫn tốt. Tại vì hồi nãy nó nói rồi, tay tính thứ tổng quát là 95. Chơi đến 140 là tốt hết mà. Nhưng mà không. Theo cái phong thủy phải phân theo tuổi. 95 là đứa gì? Đứa 6 tuổi. Đấy 12 tuổi. Rồi, tới đây á, 140 là 60 tuổi trở lên. Thì đây là ông nói chung chung chứ gì chưa tuổi thì đứa 6 tuổi mà 140 nó là cao hết rồi. Đứa 6 tuổi mà áp huyết 120 cũng là cao hết rồi. Thì đâu có phải phân tuổi chứ. Chứ đấy thế này là đúng là sai rồi. Vì thế mà con cháu chúng ta 6 tuổi mà áp huyết 110 là nó bị chảy máu cao. 120 là nó bị động kinh. Vì thế những bệnh động kinh của trẻ em với lại bị chảy máu cao, tây y đâu có chữa được. Tại vì không biết bao nhiêu nguyên nhân này. Đấy, thằng lớn thì tự nhiên nó hết. Nhưng mà ngày nào cũng thấy con cháu mình chảy. Đó lớn lên hết. Thế tại sao lớn lên hết? Đối với mình biết tại sao lớn lên hết. Tại vì khi lớn thì giờ anh ấy đã 6 tuổi 120. Lớn lên nó 120 đúng rồi nó rồi. Biết bao nhiêu thì nó đâu có dư nó đâu. Nó đâu có dư nó đâu mà chảy máu cao. Vì thế tôi bảo thôi khỏi chữa. Đợi nó lớn lên. Lớn. Nhưng đâu phải là tốt. Lớn lên sẽ có hại gì. Nó đúng được khí nhưng mà nó lại mất huyết.
15 năm sau nó mới lớn được chứ. 16 tuổi 15 năm sau nó là 20 mấy thì nó mới lớn được chứ. Thì nó mới không chịu nó cao nữa chứ. Thì nó là thiếu máu. Thiếu máu. Đó là lý do tại sao mà chảy máu cao mà đồng kinh Tây không chữa được, bởi vì con nít mà huyết cao. Tây đâu có nhà đâu có mà đâu có nói được mà ta biết. Nó tại niêm mạc mũi nó nóng quá rồi, cái niêm mạc mũi nó nhạy cảm quá, nó chóc niêm mạc mũi ra thôi chứ đâu phải. Nó nhỏ nó chóc niêm mạc mũi. Chứ nếu mà vỡ niêm mạc, vỡ mạch máu não thì nó bị cô ba rồi. Nó bị tai biến mạch máu não rồi. Nhưng mà cái mạch của con nít là mạch đang phát triển, cũng như cây tươi xanh nó đang dẻo đang dai, nó đâu có vỡ được, giảm hết vỡ chứ. Thì cái vỡ là cái mạch nhạy nhất là mạch mũi. Thấy chạy một cái chạy máu cao, chạy một cái bị cao, chạy một cái là chạy máu cao. Chạy là gì? Chạy là tăng khí, tăng khí đấy, chạy là tăng khí đấy. Vì thế con mình chạy máu cao mà chạy là mình nắng trời về nhà chạy máu cao, thế đó là khí, khí lên thì vỡ, vỡ là khí. Như vậy thì ăn hết phân thiên loại tuổi. Vì thế bây giờ nếu mà ai mà tình trạng nát đi, hàn giả nhiệt, nhiệt giả hàn, thì lấy cái con số này này mà dư đó. Dư bằng cách là ví dụ nó là 90, cái mạch ấy, mạch này, mạch ấy của nó ví dụ như là 65 tới 75, mà bây giờ mạch ấy đọc là 100, mạch R người làm chân tay lại thì là giả, thì lấy 100 trừ 75 thì dư 25, lấy 120 trừ 25 đó còn 95. Như vậy là tuổi này phải là 120. Tại sao giờ còn có 95? Ai mà 90 là ung thư, vậy đây sắp sửa đến cửa ung thư. Nếu tiếp tục ăn đồ chua phá máu mất khí, thế tại sao ung thư khó chữa? Ung thư là tình trạng thiếu máu 10 năm, 15 năm, 20 năm. Vì thế sao chữa được? Làm sao chữa kịp? Có nghĩa là bây giờ chúng ta có hai cây chúng ta trồng. Chúng ta trồng 30 năm. Một cái cây nó phát triển càng lớn thì thiếu nước, tưới nước càng nhiều. Vì thế con người mình phải, người mình phát triển thì áp huyết mình phải tăng theo tuổi. Như là này này, một cái cây 1 tuổi thì tới 1 ly nước, 2 tuổi thì tới 1 thùng nước, 3 tuổi tới 3 thùng nước, 4 tuổi 4 thùng nước, 5 tuổi 5 thùng nước. Như cái cây kia mình thí thí nghiệm này, 1 tuổi cũng 1 ly nước, 5 tuổi cũng 1 ly nước, 10 tuổi cũng 1 ly nước, 50 tuổi cũng 1 ly nước, còn 50 tuổi kia thì 50 thùng nước. Cái cây nó cao này, còn cây này 50 tuổi nó nhỏ này. Vậy hai cây có còn sống gì? Nhưng mà cưa cây này ra rồi. Mà cây kia đã bom như lần đã cho trái, cho hoa, cho quả rồi. Còn cây này sao thầy ơi, 50 năm sau không ra hoa, ra trái, ra quả. Nó có nước đâu, nước trong cơ thể mình, có máu đâu, có máu đâu mà nuôi tế bào. Rồi, có người hỏi tôi này, thưa thầy, trong con người có bao nhiêu tế bào? Ai biết? Ai biết? Có nhiều tế bào. Này cô này học này, cô này vào thư viện này, có nhiều tế bào. Có nhiều tế bào. Nói đi. Bây giờ chỉ nói thí dụ thôi. Thí dụ thì biết này. Đây. Cái bắp tay này cắt miếng thịt ra, cầm miếng thịt đi đo tế bào thì bao nhiêu tế bào ở trong miếng thịt đó? Cũng hàng tỷ tế bào gì. Phải không? Vậy thì một người ốm không có miếng thịt thì cũng có tế bào gì. Một người ăn mọc thật mọc cũng có tế bào gì. Vì chỉ cần mất miếng thịt là biết bao nhiêu tế bào rồi. Bây giờ thì hỏi bao nhiêu tế bào là tùy theo cơ thể mỗi người. Mọc thù lù thì tế bào nhiều mà họ ốm thì hỏi ít thì làm sao mà mỗi thì có bao nhiêu tế bào. Vì thế còn ít thì tế bào nhiều ít. Thế nhiên thì bây giờ tế bào phải cân kilo. Tế bào phải 1 kg thì mỗi 1 kg nó khác nhau, sao giống nhau được. Vậy thì con nít là kilo của nó 10 kg thì bao nhiêu tế bào? 10 kg tế bào. Thì đó đúng là 10 kg tế bào. Mình bao nhiêu kg? Thằng Tây bao nhiêu kg? 100 kg tức là 200 bao. Thì 2 nó là 100 kg tế bào. Nhưng cái khó thế này,
Nếu 100 cái tế bào mỗi một ngày tế bào nó chỉ cần thôi như là 1 mg máu thì cơ thể phải cần bao nhiêu máu thì mới nhân lên. Nhưng bây giờ cơ thể thiếu máu thì nó nuôi được bao nhiêu tế bào? Nó đâu có nuôi được tất cả các tế bào đâu. Nó chỉ nuôi những cái tế bào mà đang quan trọng nhất để giữ cho hơi thở, giữ cho mạng sống còn thoi thóp thôi. Thì những tế bào kia đổ bỏ đói, bỏ đói thì nó làm loạn. Thế gọi là tế bào phản động đó. Tế bào phản động đó. Thì cái tế bào đó biến thành tế bào ung thư. Vì thế tế bào ung thư là tế bào bị bỏ đói, nên nó không phải là tế bào có vi trùng. Thế Tây xác nhận là ung thư không có vi trùng, nó chỉ là một cục thịt chết. Cục thịt chết nằm ở trong cơ thể mình. Và bây giờ thế nào là thịt chết này? Để chúng ta để giảng tại sao ung thư mình chữa được này. Bây giờ mua cục thịt ở ngoài vào, một cục thịt rất là tốt, rất là tươi, khám tế bào rất là tốt, rất là tế bào còn khỏe hết, một cục thịt rất là khỏe, bỏ trong tủ lạnh, bỏ nửa tiếng xuống lấy ra. Thì cái chỗ nào mà máu không đến thì bị đá đông lại gì? Đá đông lại gì? Nếu bây giờ mà để qua cái tê scan, làm scan để tư nó quý vị, để quý vị sẽ biết là kiểu một cục thịt đây. Thế khi làm scan thì vì chỗ bên trong này nó đông đá này, còn chỗ khác nó chưa đông đá này. Khi chụp qua cái thì thầy bác sĩ nghe phải căng xe này, có hai khối u này, chân vô lên đi để lát nó rã đá này thì nó hết rồi, nó rã đá hết thì đương nhiên là nó phải nối liền lại như cũ vậy đó. Vậy căng xe là gì? Căng xe là vì không tập luyện cho khí huyết lưu thông. Chỗ nào có máu là chỗ tế bào sống, chỗ nào không có máu là chỗ tế bào chết. Vậy thì chỗ này là tế bào chết là vì máu không tới, chứ đâu phải là cục thịt thối đâu, đâu có thối gì đâu. Vậy thì tập. Bây giờ một bạn này đang cục thịt gan này, cứ cầm nhồi ép nó thì tế bào sống, tế bào lạnh, tế bào nóng nó hòa với nhau lại thì nó đều hết. Chụp hình scan không còn gì hết. Vậy thì biếu là gì? Đâu phải là sợ đâu. Biếu là nơi đó máu không đến nuôi, nó bị đông lại, nó đóng thành cục. Xong rồi thầy tháng trước anh nó đòi em á, cái cục biếu nó có 1 phân, bây giờ nó tới 5 phân rồi. Con người thiếu khí huyết, không có vận động, không có làm cho nhiệt nó nóng lên thì nó đóng lại. Vì thế có những cô mà bị ung thư vú nhìn ở ngoài ngưng như này, trời ngon quá, hai trái bầu ngon quá, rờ cho nó, trời ơi, một trái bầu thì một cứng ngắc trong thì trong đó có nguyên một cái họ là không, nguyên một cái trái bơ ở trong đó luôn, nó bơ nó bằng sắt ạ, rờ cứng ngắc luôn cái bên kia thì mà. Thì đấy, cái chỗ đó là căng xe đó. Thì tôi đã thử một người bị như vậy, mà một người bạn của ta có một cục chút xíu thôi, một phân thôi, vừa đi mổ mấy tháng sau chết. Tôi nghĩ nó có cái gì thì mổ, bây giờ tôi trước khi mổ đến nó thì tôi phải mổ mấy cái tế bào sống trước này, mổ ra rồi lấy khoét lỗ này, rồi lấy ra này, thì tất cả chỗ này thì sẹo hết rồi. Chết là thì nó lại tắc máu lại đến, nó lại sưng lại nữa, vì thế gọi là tái phát. Còn trong khi một cô hả? Mày đừng có lo, mày về nhà mày cứ đắp gừng vô mày nhồi cho tao, nhồi luôn mày thôi. Thế vậy thôi. Sống tới 7-8 năm vẫn giống như thường, thấy đâu? Nó là cục thịt chết, nhưng mà nó không chết hẳn. Thành ra mổ rồi vẫn để tắc lại như thường. Thế thì bây giờ tôi hỏi này, cục thịt đang lành nhé, cục thịt đang lành, bây giờ công cụ đông đá đây. Nếu mình nhồi nó để cho nóng thì vào cho lạnh cho nóng thì bắt đầu nó tan ra hết. Như đằng này á, mình cắt mất đi thì nó để lại một cái sẹo. Thì chỗ này á, máu không vào được thì nó lại cục nữa, để máu không vào được thì nó lại y cục cho nó thôi. Thì ai bảo mà nó cắt rồi là khó.
con phải tập chứ. Phải tập nè. Nè, phải tập á. Biết ông đi con rồng rồi nè. Ưu, bị nhồi đó. Thật chứ. Tị nhồi vậy này. Cái này nhồi nó còn mạnh hơn. Vậy thì gì? Khí công quan trọng nhất là khí. Còn huyết thiếu thì dễ lắm, chỉ việc uống thuốc bổ máu là nó có thôi. Rồi. Bây giờ có người lời không tập khí mà chỉ liệu hết thôi. Thì bây giờ trường hợp này áp huyết 110, 70, mạch 56, trường hôm nay là trường hợp thực, không phải là không phải là hàn giả nhiệt, cái này là hàn thiệt, thì cái này là thiếu theo tiêu chuẩn, thiếu theo tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn nó bao nhiêu? 70 đi, 70 đi. Thế nó thiếu bao nhiêu? Bây giờ phải tăng máu lên để cho cái này lên là 100 bao nhiêu? Đó. Đây cách này nè. Cách này nè. Rồi bây giờ nghe nè, cái này mới hay nè. Bây giờ nó là hàn thật, thành ra nó phải cần tăng lên 14. Vì thế anh phải lên 14. Bây giờ sau khi mà uống thuốc bổ máu rồi, con số này lên rồi, mà con số này không lên, chứng tỏ rằng chỉ bổ huyết mà không bổ khí. Bổ khí tức là tập mà không tập. Không tập. Thay vì nó phải lên 124 thì nó không lên, nó vẫn lên 110. Mà cái này lên. Vì thế mà có tình trạng như cô này nói là vì thế sao đó, cái chân nó nóng lên, nó sưng cái chân lên, tức là không có tập kéo gối, không có tập rộng chân, tức là thầy các đồng lưu bây giờ tất cả các bài mà giảng đến giờ thì quay trở lại một cái câu kết luận của đồng lưu á là phải tập khí chứ không phải huyết thì uống bổ máu. Khí á thì người ta mới nói là thông bất thông, thông bất thông, bất thông vậy chỗ nào đau là chỗ nó không thông, không thông phải tập cho nó thông. Bây giờ người khác bóp được không? Bóp không thông, bóp không thông. Tại vì thông là phải bên trong, chứ bóp bên ngoài không có thông. Vì thế mà cái môn của mình là bắt bệnh nhân tự tập. À, thấy ở bên Việt Nam á, có một ông nằm 70 mấy tuổi thôi, ông nằm một chỗ, chân tê đau, đi không được. Mà nhà giàu, đi bệnh viện bác sĩ á, đuổi về rồi thì bác sĩ tìm không ra bệnh, tìm không bệnh thì về anh sao lắm, tìm không ra bệnh vậy thì mướn là người châm cứu tới, còn muốn massage tới thì cô ấy mới kể rằng là thấy thầy là bao giờ thầy chỉ cho thầy có học trò nào ngoài Hà Nội không để thầy chỉ, chứ cái ông châm cứu cái ông mà massage đó mỗi ngày ông chỉ làm này thôi này, ngồi này, ông chỉ khèo thế này, không có ngồi khèo hoài. Mà
ăn lương hàng tháng hàng ngày cứ theo đều mà chân nó không nhúc nhích. Còn châm cứu châm lung tung không nhúc nhích, bây giờ phải làm sao thầy? Tức là năm đó cho ta khều, tại sao mình cũng vẫn đứng lên? Mình đứng lên tự mình hết bệnh là không đứng, cứ nằm thật khều khều cứ khều nó hết được. Dù không có hay không có khều á, mà mình không tập thử sao mình đứng lên lại đi chưa, không có cái nằm không à? Thì cứ thành em cứ ngày nào cũng chờ nằm tức khều. Thế thôi đừng có bảo tại sao thầy, đi không được. Có chịu đi đâu biết là mình bị tập gì chứ, phải tập đi chứ. Cứ ngồi đó thấy thầy, sao là ba con giờ cứ nằm không à? Rồi ngày nào có ông châm cứu với ông massage cứ khều 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 không à? Thầy đến lúc mà ông anh để có bực mình ấy, la cho mình trận xong cứ khều khều và họ già nó đâu chịu đi đâu. Vậy cái môn của mình là bắt bệnh nhân tự tập chứ không phải ông thầy tập. Vì thế cái môn của mình là hướng dẫn người ta tập. Bài này, đau chân dọn bài này, đau tay vỗ cái này. Còn này có người vỗ rồi chứ? Chứ đâu phải, vỗ là thế này này. Tay đang đỏ chứ, thí dụ tăng này. Này tăng này, thí dụ như đây là tăng này. Thì đưa tay lên cũng đỏ. Bây giờ vỗ chứ. Mày đỏ ra, cho mày tăng. Bây giờ nó tăng này, nó trắng này. Đưa xuống trắng này. Cho mày trắng này nó đỏ. Thế tại sao không vỗ mà sao này? Tập gì vậy? Cái nước mình gồ. Mình tập gì? Thế thầy ơi sao tập 3 tháng vẫn gồ? Ngửa có đây. Nhà hả con uống. Hết gồ rồi không có. Đúng sai? Người ta câu là nhìn cái tay đấy. Còn các bà đưa tay cứ nhìn thế này. Nhìn vào cái tay nè. Đó. Thì cái lưng gù chứ. Máu ở cổ nó đang mỏi cổ đó, nó cứ mỏi cổ đó không. Còn này á. Rất là sai. Còn khều khều. Sao mà các bạn có rút cổ sao không? Vậy khí công nó quan trọng là khí. Mà khí là gì? Là tóc. Đây 110, 80, 59 thì cũng giống như trường hợp vừa, ví dụ đây này. 106, 80, 61 cũng giống như ví dụ vừa nó kể đấy. Cũng vậy, 115, 67 cũng vậy, cũng là thiếu. Cũng giống như đây. Rồi. Thôi bây giờ nè. Nhưng bây giờ cái này đông y còn đi sâu xa hơn nữa nè. Hai cái bệnh khó chữa. Tây y khó chữa. Đông y cũng không chữa được. Đông y hỏi ông có chữa tim được không? Ông có chữa tim hở văn tim không? Đông y cũng lắc đầu. Ông có chữa mất nhịp tim cũng nhắc đầu. Mà cái đó mình để ý nè. Bây giờ chúng ta học số thứ nhất rồi, số thứ ba rồi, bây giờ học số thứ hai. Bây giờ là 110, và số thứ hai này nè, nó có quyền đi á là 70 đến 90, số thứ ba là 70 đến 80. Đấy trung bình đấy nhá. Bây giờ chúng ta học số thứ hai. Số thứ hai á là độ đóng mở của van tim. Tức là cửa mở, mở hẹp hay mở rộng. Mở rộng nhất là 90, mà mở hẹp nhất là 70. Đó là an toàn. An toàn. Vậy ai mà mở rộng quá, quá 90 thì cửa nó phải mở. Tức là cái khung nó rộng hơn là cánh cửa. Vì thế mà cánh cửa thay vì đóng vô cửa nó còn lọt qua mình cái lỗ, thì tức là rộng quá thì gọi là hở van tim và nó hở. Tức là ai hơn 90 gọi là hở van tim, ai 90 hơn 90 là hở, ai dưới 70 á là hẹp. Đây là hở van tim và hẹp van tim bình thường.
bình thường. Vậy thì tự nhiên bây giờ có người đi khám tim và nó nằm ở trong khoảng này, nằm an toàn trong khoảng này là tự nhiên 75 280 mà tây nó là hẹp van tim, à hở van tim. Đây, đặc biệt hở van tim. Thì tây cũng là một loại bệnh nan y. Tại vì theo nguyên tắc của khí công là 70-90 nhỏ hơn 70 là hẹp. Tức là độ đàn hồi của tim nó nhỏ quá, nó đóng quá, đóng kín quá, hoặc nó mở nhiều quá. Ai đóng kín quá gọi là hẹp van tim, ai mở nhiều quá hở van tim. Nhưng là này nó nằm ở trong tiêu chuẩn mà khám bác sĩ đi chụp hình kêu là hở van tim. Là lý do không cholesterol mất cổ. Như vậy đây, cái tay tôi á mở đóng mở đóng, biên độ 70 90 70 90. Bây giờ nó chỉ nhỏ hay không, 75 80 nhỏ này. Thì đâu có hở đóng, nhưng mà nó hở van tim là thế này. Đây có một cục mỡ đóng kẹp ở cửa, giống một cục gạch chặn ở cửa. Kê. Như vậy hở van tim mà van tim bình thường mà khi khám hở van tim là có cục mỡ đóng vô kẹp cửa. Đóng vô kẹt cửa. Thế khi mà hở van tim ở trong số này mà người ta kêu hở van tim thì biết ngay là người ta bị mỡ đóng cục vào cái ống, vào cái van tim. Đấy, đứng thứ nhất. Mà trước khi tới tình trạng hở van tim mà có cái cục đó thì cái cục nó như thế này. Tức là cái tạo một cái ống này. Đây là mỡ đóng cục. Nếu giả sử á, mình lấy máu ra. Thì những cái đi ấy, những cái phân tử máu thế này, máu ra. Thì thử cái máu này thì không có cholesterol. Tại vì có bao giờ mày lấy được cục máu mà nó có một cục này không? Không. Cái cục này không lấy được. Vì thế mà có người nói là thầy ơi, tôi ăn kiêng lắm, tôi thử máu không có cholesterol, thầy nếu có cholesterol là tôi không chịu. Vì việc quả thật lấy máu ra lấy gì? Lấy dung dịch máu. Thì thử không có cholesterol. Nhưng mà cái ống này giống như một cái ống mà rửa chén, ở trong bồn rửa chén của mình á. Cái hôm đó mình ăn cơm là không có tí mỡ, nước nó không có mỡ, nên là không cần phải rửa bằng xà bông, chứ đồ chén không cần rửa xà bông. Nhưng mỡ nó đóng ở cái vách thành ống của cái bình, kiểu của cái chậu rửa chén. Thì lắp cái này. Thế là từ lâu rồi. Vì thế bây giờ khi mình bơm cái máy á, khi mà tâm thu tâm trương á, thu nó bơm cái máy này, nó bơm ra và nó thu vào thì cục này nó cứ lình hình đây. Thế khi mình đo hết á, nó bắt được á, thì nó bơm lên, bắt đầu mình đưa lên cái máy ép vào đây, ép nó bơm lên, ti thiệu luôn, bơm vào 140, 150, 160, 170, 180 tới đây, xong tự nhiên nó xuống nhỉ, nó đang xuống một cái đó, thì cục này này nó trôi, nó lọt vào trong này. Nó vào trong này, thế là máy nó phải ngưng, nó xả ra cho cục nó rớt xuống, rồi nó bơm lại. Như vậy là máy nhồi là bị cục này, nó cứ thọ ngay cái cửa của quả tim. Thế cái đó gọi là cholesterol. Vì thế khi nào mà bơm máy mà nhồi hai lần, kết
quả không bao giờ giống nhau. Nên nhớ này, khi mà máy bơm nhồi 2 lần, 3 lần là nặng rồi đấy. Kết quả không giống nhau. Bơm bình thường, tự nhiên một máy bơm đang lên tới 170. Bơm thì đang bơm này từ 0 này lên 170, xong rồi tự nhiên đang đi xuống này. Thì nếu mà ai ăn hết mà bơm tới 170 hoặc 180 nhá, 170, 180. Thấy mình mua cái máy đo á, mà nó kêu á thì mình dễ bị. Nó bơm tới 178 thì khi nó xuống á thì thể nào nó dưới 130 hay là dưới 140, tức là an toàn. Nhưng tự nhiên nó bơm tới 200 tới 178 rồi, nó đang xuống vậy, nó ngắt một cái zero trở lại, nó đi lên đi nó lên 220. Đấy thì gọi là máy nhồi đi cục đó, nó mới nhồi. Thì khi nó xuống nó phải là 160 rồi hay là 180 rồi. Rồi nó bơm lại lần nữa, tự nhiên cục đó đi biến mất, nó xuống nó lại còn 120 rồi. Như vậy khi máy nhồi áp hết không ổn định, khi bị kẹt nó lên 180, khi không kẹt thì 120. Đó, nhớ nhá. Khi máy nhồi áp hết không đều, lúc lên cao lúc xuống thấp, thì đó là bị cholesterol đóng cục trong vách thành ống mạch. Thì chúng ta phải chữa cholesterol. Rồi, hãy nhớ trường hợp chưa? Máy nhồi là do cholesterol đóng trong vách thành ống mạch, chứ không phải thử máu cholesterol. Rồi, điều khác nè. Điều thứ ba nè. Một người đang đo huyết, máy không nhồi, nhớ là trường hợp này, trường hợp quan trọng này, máy không nhồi, tự nhiên lên 167, máy không nhồi, lát đo là tự nhiên còn 101, 102, đo lại là tự nhiên 167, tự nhiên 101, 102, tại sao? Chỉ có nó xuất, có má ra rồi đo lại, ok. Con ma hai người là thân xác, con ma khác nhiều, con ma khác về cao huyết thì tôi đo cho cao huyết, còn người thì thấp huyết tôi cao huyết. Vì thế cái những người bị ma nhập đó mà đưa vô mình chữa bệnh đó, vừa đó biết thầy này sao cái bàn này sao nó kỳ quá thầy ơi, đó lại coi để ý, nếu máy không nhồi thì lạ một tiếng cho nó xuất ra. Má chạy ra ngoài. Ví dụ mà máy đo mà không lên số, tự nhiên có lên mỗi cái số chữ E không mà nó không có lên số nào. Không, cái đó là máy bị hư. Máy đo mà một tay máy đo đó, ma sút mà nó chạy đâu để nó quay. Nó đứng ngoài đầu giường á. Nó đứng đầu giường á. Một tay thì ok. Tôi kể một chuyện các nghe này. Thầy cho em hỏi tiếp. Một bà ở bên Mỹ sang đây chữa bị đau chân đau đầu gối, dắt hai đứa con gái sang. Tại vì bên Mỹ chữa không được, châm cứu không được, tại vì người ta cần khí để vận động chứ nó cứ châm hoài nó ăn thua gì, châm nó giảm đau chứ nó ăn thua gì. Ba ông chủ tổng đi sang đây thì phải bắt bà đi bắt người dòng chân lai hết rồi nó mới hết bệnh chứ. Chữa cho bà hết bệnh rồi, bắt tập rồi. Hết bệnh rồi hỏi bằng đau hết, còn đau tôi bắt tập bao giờ khỏi mới cho về. Thầy không phải lo tập hết đau rồi, thầy để chữa bệnh cho con là con mới rồi chữa. Một cô kia vừa lên đo huyết lên rồi sao mặt mày tay chân bây giờ không phải đúng lý thuyết là tay chân nắm cái đạnh con khỉ á, vô tự nhiên lên rồi tự nhiên nó xuống, tôi kiểm soát. Mà sao thầy đuổi ra được? Thế nên mày đứng đó đi.
mày đứng đây mày vô mày chết à. Đó xong rồi á, đúng không? Tao đang mà mày đâu có bị. Rồi giờ tao nói mày nè, hôm nay á mày phải đi quy vào chùa qua năm quy. Mày theo chị mày thì chỉ có sống được 100 năm thôi, vì chị mày có 100 năm mà tiêu rồi. Thì mày vất vả hưởng cũng vậy thôi. Mày vào chùa quy theo Phật đi. Để đi điều đi đầu thai đi. Ở đây mày theo bán chị mày cũng không có ăn, mày cũng không có nhà không có cửa. Đi vào chùa có nhà có cửa, có ăn cũng đàng hoàng. Đừng đi theo Phật. Thì một là chiều nay á, bà đem nó đi chùa con năm cho nó quy theo Phật. Hai á là bà muốn về Mỹ cho nó quy tại bên Mỹ. Thì về Mỹ, bây giờ bà hứa với nó đi, mày chịu quy không? Nó dạ không chịu. Rồi bà hứa nó đi. Bà hứa, rồi nhưng chị khỏi bệnh luôn. Như vậy là ông thầy không phải trước bằng khí công mà trước bằng tâm linh. Có nghĩa là gì? Pháp tức là tất cả mọi chuyện vấn đề. Nói thầy ơi, em đau chân. Tại mình nghĩ đau chân thì đau chân thôi, mình nghĩ không nghĩ đâu trời là không đau chân. Thầy ấy em căng xe, bác sĩ đã căng xe tại năm ngoái thì việc kể như tay điếc tay đuôi luôn, khỏi nghe luôn. Bây giờ rõ ràng căng xe nặng này mà điếc này đuôi này, nếu bà căng xe bà biết không, bà còn mấy ngày chết không hả hả hả. Đi về cười tỉnh vợ đâu biết gì đâu, thấy không? Tức là vạn pháp do tâm sinh và vạn pháp do tâm diệt. Cái câu này mới là câu quan trọng. Vậy thì làm sao mà mình tu tâm dưỡng tánh để rồi không bị ai lừa? Tức là Tây Y nó lừa, Đông Y nó lừa, thầy bói nó lừa, thầy pháp nó lừa. Thành ra tại sao các nhà tu á phải? Sao con thấy thầy đi cả nhắc thì có đau không? Nó đâu có đau. Mà con thấy thầy đi cả nhắc không? Nó đâu có đau. Như vậy là ông đâu có đau. Còn ở đâu mà bây giờ phải sao? Chưa xong không? Cái này á, đi bác sĩ, thầy phải mổ. Thầy mổ không? Thầy á, chứ cuối cùng một câu nữa. Con người sống chết do nghiệp chứ không phải do bệnh. Bệnh là hiện tướng của nghiệp để báo cho mình biết, để mình tu tâm sửa tánh thì bệnh sẽ hết. Cũng vì lý do đó mà tôi bị căng xe mà hết bệnh không chữa. Số tao chết thì chết, nhưng mà trước khi chết phải làm được việc gì có ích cho xã hội, đó là mở cái nghề này truyền bá cho mọi người. Còn chết bao giờ chết cũng được, chứ đâu có cần sợ. Vì tham sống sợ chết nên mới là chết nhiều, chết lẹ nữa. Nhớ rằng trước khi chết phải làm việc gì có ích cho xã hội, cho loài người, thì cái chết nó xứng đáng. Thì bao giờ chết thì chết. Thì trời bảo ơi, mày làm việc còn tốt ở thế gian này cho mày chết chịu thôi, mày ráng sống nó đi thầy. Ông còn năm nỉ mình sống nữa chứ. Ông còn năm nỉ mình sống nữa chứ. Nhưng mày đâu có sợ đâu. Thì cuối cùng á, chữa là cái gì? Cuối cùng là không cần chữa gì. Thì cái câu thứ nhất, làm sao khí công là thông thì bất thông, tập cho nó thông đi, thứ máu thì bổ máu. Rồi, và bây giờ cũng xin phép là kệ nó, Tây đã là còn 3 tháng chết cũng kệ nó, 1 ngày chết cũng kệ nó, cứ làm việc phước đã. Dạ hiểu chưa? À, mấy câu từ nãy giờ chạy vòng qua Tam Quốc là cũng là cứ đổ hết đi. Hả? Bây giờ này, trong cái website của mình á, có cái diễn đàn là để cho mình vào mình trao đổi nói chuyện với nhau. Mình thích cái gì mình cứ nói. Ở trong nói lung tung cũng được. Muốn ăn làm món ăn ngon thì vào giới thiệu chỉ kêu cho mọi người cách làm. Giả sử ăn dưa hết bệnh gì cũng kể cho nó cho nghe. Ăn dưa leo hết bệnh gì cũng kể cho nó cho nghe. Cho mọi người nghe. Cái đó mới là thu nhập lại. Nó có kinh nghiệm của nhiều người. Rồi người ta mới rồi mình về y học mới đấy là mình thử. Tại sao nó lại cái món nó lại tốt như vậy? Tại sao món này chữa được bệnh này bệnh kia? Thì mình vào mình chat với nhau.